con chào cả nhà. Con đang chuẩn bị uống trà sữa. Cả nhà có ăn buổi chiều chưa ạ? Con đang ở siêu thị Aeon Hà Nội. Mọi người hãy chia sẻ cho cả nhà, hãy chia sẻ cho mọi người xem nhé. Dạ con chào chú Alan Nguyễn. Wow. Dạ con chào gia đình idol. Chào chị Phi Hí. Dạ. Dạ con chào Trần Bảo. À, con không Trần Bảo Hàng Nguyên. Dạ con chào chú Thái Thắng. Dạ chú Điền Nguyễn, con đang ở Aeon Hà Nội. Bây giờ con đang chuẩn bị uống trà sữa.
Dạ con cảm ơn cô Hồng Tươi Nguyễn. Dạ chú Thái Thắng con ăn cơm. Dạ con chào chú Thành Long. Dạ em chào anh Minh Vũ. Dạ con chào chú Phong Vệ. Con đi diễn 2 ngày ở Đà Nẵng. Giờ con bay qua Hà Nội con chơi. Dạ em chào chị Rosie. Dạ chị Phương Nhung em đang ở Aeon Hà Nội. Dạ em chào chị Cô Tiên. Dạ em đi vô anh đó. Dạ em cảm ơn chị yêu thắm. Dạ em chào chị Hồng Ngọc. Dạ em chào chị Ngô Thị Hồng Lụa. Dạ chứ Alalab em bay qua bay lại em chóng mặt. Dạ con chào cô hay chú Lộc Phụng Tính Khánh. Dạ con chào chú. Ủa con chào con không biết tên này tên gì nữa tại vì nó không có dấu. Cả nhà ơi hãy chia sẻ cho mọi người biết con nha mọi người. Cả nhà. Dạ chú An Bình con ra đây rất là vui. Hơi chè sốt ở kìa. Của em đâu? Của con đây. Của em đây. Cái này mật ong. Để nguội tí rồi uống nhá. Của con đâu? Đây đây cốc đấy là kiwi ạ. Cái kiwi của em đâu? Đúng rồi. Xong cái nào nào? Ủa kiwi của con đâu? Cái này kiwi của con đâu? Đục ra uống đi rồi biết. Thôi, kiwi của con. Ơ chị ơi, kiwi của em đâu? Chị cũng không biết. Cái này nó trắng. Rồi cuối con lấy nào, con lấy đi. Cái này có một cốc là Alisa ạ. Đẹp đẹp. Cứ đục ra uống thử đi, cốc nào ngon hả? Ờ. Cốc to nhất đấy hình như là kiwi. Ơ kiwi tóc tóc to như con. Anh ơi, cốt lạnh đi con. Dạ con chào cô Tuyết Lương. Nóng luôn. Dạ con. Dạ con hỏi đi uống đi. Kiwi ngon mà. Dạ con chào cô Cai Bơ Tuy Duyên. Thôi đổi kiwi với em được không? Cốc nào không đá ạ? Cốc nào không đá thì là cốc đấy của em. Con mua kiwi. Cái này có đá không? Cái này cao lắm. Nhưng mà con muốn kiwi. Em muốn kiwi cũng được hả con? Cốc này kiwi đúng không? Dạ. Còn giờ em muốn kiwi nữa. Muốn nhìn xanh. Để chúng mày cho muốn. Cô đang nói chuyện kìa. Con chưa chụp hình. Dạ. Idol. Con đang ở với cha mẹ con với hai chị của con. Dạ con chào chú. Con chào chú Phi Trần. Dạ con chào chú Trịnh Thanh. Mẹ chú uống cái này đi mà. Dạ, đúng rồi cô Tuyết luôn luôn. Đúng rồi. Đó, ăn hàng với anh kia rồi. Cũng ngồi để uống cà phê. Cái hàng cũng đi của em nữa sao? Đó, nói chuyện mọi người.
ly của nó. Dạ. Dạ. Hồi nãy chị con kêu con là mua cái ly kia trà sữa kiwi mà giờ con không thích cái ly này, cái ly này béo quá. Chua lè. Ngon quá. Đúng ngon nhưng mà cái này có đúng kiwi không? Dạ đúng, nhưng mà nó béo nó chua nữa. Dạ em chào cô Đặng Mỹ My, My Lan. Dạ em chào chị Trúc Mai. Dạ em chào chị Lâm Hạ Mây. Dạ em chào chị Trang Bùi. Tại Huy nó chọn cho em, đã chọn chị ta Dầu Thánh Nhân là được rồi. Em
tấn đẹp huỳnh. Bằng 20 chai. Dạ con chào chú Quang Hùng. Đâu? Em không thấy. Đâu? Dạ em chào chị Lệ Lê Ngọc Trang. Dạ con đang, cô Như Quỳnh, cô đang ở Hà Nội, Aeon. Aeon Hà Nội. Dạ hôm nay con đi thăm Lê Bác Hồ. Dạ con chào, con dạ con chào bà Bai Du Em Doan. Dạ chú Quang Môn, con đi qua đây chơi chứ con không có đi qua đây diễn. Dạ em chào, dạ em chào Diệu Linh. Dạ em chào chị Như Ngọc. Dạ chị Ngọc Song Nga, em đi với mẹ em, cha em, hai chị của em. Chị bé Hang em đi ở Hà Nội. Dạ em Analyst, em chỉ gặp thôi chứ em không có tiếp xúc được, em không biết tiếng Anh. Dạ con Như Quỳnh, con chưa ăn gì hết. Dạ con chào chú Dũng Lê. Dạ con chào chị Thắm Linh Phạm. Dạ con chào chú Nhật Trường. Dạ con chào chú Lâm Diễu Kha. Dạ. Dạ đây là ly trà sữa của chị con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.